Nào dân chơi, em tên gì? Nick name là gì? Dolphin. Yeah, Dolphin. À, em chơi bóng chày lâu chưa? Hơn năm rồi hả? Ai chỉ em chơi bóng chày? À, thế em ra ngoài này xong là em thấy cái anh đấy là anh đấy bắt em chơi đúng không? Không, tự nhiên thấy là anh đó là người đang đằng kia. À. À thế à? À thế à? Rồi, bao nhiêu tuổi rồi? 13. À kinh. Bắt đầu sớm quá nhỉ. À, sự nghiệp bắt đầu lúc 12 tuổi, giờ đã là 13 tuổi. Biết là thế chưa? Rồi. Cảm thấy là thế là có cầu thủ ưa thích nào không? Không hả? đây, tao biết ngay mà. Là kiểu cầu thủ ưa thích của em là chính em. Rồi nào, em có kỹ thuật nào là bây giờ show ra nhá. Lên lên lên.